Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh test âm thanh của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Đây là một kênh chuyên test và giới thiệu các thiết bị âm thanh hàng bãi tuyển chọn được cập nhật thường xuyên trên YouTube. Lần đầu tiên, Tiến Dũng xin gửi lời cảm ơn đến quý vị và các bạn trong thời gian qua đã theo dõi và luôn đồng hành cùng kênh Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian vừa qua tôi có làm một clip nói về giải mã DAC. Thì qua giải mã này, qua cái clip đó thì anh em cũng đã hiểu rất rõ về vấn đề giải mã DAC. Tuy nhiên có một số anh em có cái đề nghị là hãy tư vấn cho mọi người cùng hiểu hơn về cái giải pháp để làm cho TV, làm cho âm thanh từ cổng quang của TV Ethernet tốt lên. Và hôm nay Tiến Dũng làm clip này để cùng anh em trải nghiệm về các cái giải pháp âm thanh từ cổng quang TV Ethernet khi đưa qua các thiết bị giải mã thì âm thanh nó sẽ như thế nào. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi. Như quý vị và các bạn đã biết, cái nhu cầu sử dụng nhạc mạng đang rất phổ biến ngày nay bởi những cửa hàng đĩa CD, đĩa DVD, đĩa Amoeba ở trên thị trường thì nó gần như biến mất, ít có ai sử dụng các cái đĩa DVD MP3 như cách đây chừng 5 năm đổ về trước. Và cái ưu điểm của nhạc mạng thì như anh em đã biết rồi, nó rất thuận lợi, nó rất đa dạng. Chúng ta có thể xem những cái đĩa DVD của Thúy Nga trực tiếp trên mạng, chúng ta có thể hát karaoke, giải trí từ trên YouTube, trên TV Internet xuống. Chúng ta có thể giải trí những âm nhạc trong gia đình chúng ta bằng một chiếc TV Internet thông qua cổng quang đưa tín hiệu xuống bộ giải mã Optical, và bộ giải mã DAC này sẽ làm cho âm thanh của hệ thống âm thanh gia đình mình nó tuyệt vời lên. Và ngày hôm nay Tiến Dũng sẽ có những cái test để anh em thấy được các cái bộ giải mã trên thị trường từ bình dân đến cao cấp, để anh em thấy được cái âm thanh của các bộ giải mã trên thị trường nó cơ bản là như thế nào, và chúng ta sẽ đưa ra những cái sự lựa chọn ở cái khả năng tài chính của mỗi người khi chơi audio. Đầu tiên là chúng ta có một chiếc TV Ethernet. Chiếc TV Ethernet này nó được kết nối với mạng, và chiếc TV Ethernet này nó sẽ đưa ra hai ngõ ra của âm thanh. Ngõ ra thứ nhất là jack 3.5 hay còn gọi là jack phone. Jack này với mục đích chính nhà sản xuất đưa ra là để nghe tai nghe, tức là tai phone. Nó khi chúng ta đưa tín hiệu này xuống âm ly thì nghe được thôi, chứ về cái mục đích chính của cái lỗ 3.5, cổng 3.5, cổng phone ở trên TV là dùng để đeo tai phone, không phải để đưa xuống âm ly. Và một cái đường thứ hai mà nhà sản xuất đã đưa lên cái sản phẩm của mình, đó là cổng optical hay còn gọi là cổng quang. Thì ở cổng quang này chúng ta sẽ có một cái âm thanh dạng số, và ở đây chúng ta có một cái âm thanh dạng số chuyên nghiệp. Và từ đây chúng ta muốn nghe được cái âm thanh dạng số này, chúng ta cần phải đầu tư một cái bộ giải mã DAC. Bộ giải mã DAC này sẽ biến đổi tín hiệu dạng optical, dạng cổng quang, dạng số sang tín hiệu dạng analog để chúng ta có thể nghe được bằng tai thông qua khả năng khuếch đại của âm ly. Bây giờ chúng ta sẽ test một đoạn nhạc với jack 3.5 đưa từ TV xuống. Jack này là jack 3.5, nó là thực chất nó là jack tai phone, nó tai nghe. Chúng sẽ test bằng cặp Bose 601 Series 3 và chiếc âm ly Pioneer 1080. Đây là hai thiết bị nó cho âm thanh rất tốt để chúng ta có thể test âm một cách dễ dàng. Và trong quá trình Tiến Dũng cắm qua cắm lại để cho việc so sánh nó rõ ràng, nó minh bạch, thì Tiến Dũng sẽ không đụng vào volume của âm ly, cho nên anh em sẽ thấy được cái tiếng lẹt xẹt ở âm ly nó hơi khó chịu, nhưng mà như thế thì test như thế nó công bằng hơn cho các thiết bị. Ừ.
Đây là cái âm thanh mà chúng ta đang nghe được bằng một chiếc TV Ethernet thông qua cổng tai nghe jack 3.5 truyền thẳng xuống âm ly, không hề sử dụng bộ giải mã nào hết. Và bây giờ thì Dung sẽ gắn một cái bộ giải mã tối giản hàng chợ. Đây là bộ giải mã DAC tối giản. Tôi dùng từ tối giản là bởi vì cái thiết bị này nó rất đơn giản, nó bình dân tiền, nó chỉ có khoảng 200-300 ngàn trên một bộ như vậy. Thì với cái bộ giải mã tối giản này thì ở trên thị trường nó có giá hàng chợ nó khoảng 200-300 ngàn. Thì ở trên thiết bị này nó sẽ kèm theo là một dây cáp để cấp nguồn và một cục adapter. Cục adapter này giống như cục sạc điện thoại để cấp nguồn cho cái thiết bị này. Nó sử dụng nguồn điện 5V. Bây giờ tôi sẽ kết nối nó với ổ điện. Ta sẽ truyền cái cổng quang của cái TV Ethernet vào đây. Như vậy là việc kết nối với cái hộp giải mã này đã xong. Chúng ta sẽ nghe cái âm thanh của hộp giải mã này. Giúp ta tìm nhìn đây. Đây là âm thanh mà anh em nghe được bằng cái hộp giải mã DAC hàng chợ giá bình dân chỉ vài 300 ngàn. Với tín hiệu này thì tôi đánh giá nó cũng chỉ bằng hoặc là trên dưới với trực tiếp từ TV một chút, không đáng kể. Nó gần như không có sự cải thiện gì hết. Âm thanh nó khá nhỏ, nhạc tính nó không tốt và biên độ âm thanh nó không có mạnh. Bây giờ tôi sẽ rời cái dây này sang một cái đầu giải mã đàn ông F10. Cái này có mức giá trên thị trường khoảng trên dưới 13 triệu đồng. Để anh em thấy được một cái bộ giải mã đắt tiền thì cái âm thanh nó tuyệt vời như thế nào. Âm thanh mà anh em nghe được đó là từ TV thông qua cổng quang kết nối đến đầu giải mã DAC Denon S10, rồi sau đó giải mã ra rồi truyền vào âm ly. Tiếng của nó rất rõ ràng, tách bạch, đặc biệt khi chúng ta nghe với cường độ lớn thì tiếng nó không có bị vỡ tiếng. Tiếng của nó rất tuyệt vời. Cái bộ giải mã của FIO, chúng ta sẽ cùng nghe thử âm thanh của cái bộ giải mã này.
bình dân tối giản này rất nhiều. Đối với cái hộp giải mã FiO này thì hãng đã không sử dụng cái adapter giống như cục sạc để cắm vào ổ điện để cấp nguồn cho nó, mà hãng đã sử dụng cái dây USB để kết nối trực tiếp đến TV Internet. Dây này với mục đích cấp nguồn cho cái thiết bị này. Cái ưu điểm của cái việc này là khi chúng ta kết nối với cổng USB của TV lấy nguồn 5V thì khi tắt điều khiển trên TV thì cái hộp này được nghỉ nên cái độ bền nó rất cao và nó tiện lợi. Còn đối với cái hộp giải mã như thông thường hàng chợ thì anh em thấy nó có một adapter, thì từ đây tất nhiên chúng ta phải cắm vào ổ điện. Những ngày đầu tiên thì chúng ta sẽ siêng rút ra mỗi khi tắt TV, nhưng về lâu dài thì chúng ta sẽ để luôn, giống như những cục điện thoại, cục sạc điện thoại chúng ta thường sẽ để luôn, và từ đó nó không bền cho thiết bị. Chúng ta sẽ nghe âm thanh của đưa xuống âm ly rất nhiều về nhạc tính, về cường độ và đặc biệt về cái biên độ âm thanh nó mạnh mẽ hơn rất nhiều, một tiếng nó rõ ràng hơn rất nhiều. Tất nhiên so với những hộp giải mã hàng chợ thì nó đã tốt lên rất nhiều, và đương nhiên chúng ta không thể so sánh với những cái đầu giải mã đắt tiền hàng mười mấy, hai ba chục triệu như những đầu đơn ông này, và đây là những thiết bị cao cấp. Tất nhiên nếu mà anh em có điều kiện mà sử dụng những cái thiết bị đắt tiền này thì tiếng nó sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều. Thì ở đây Tiến Dũng muốn nói với anh em là khi chúng ta giải quyết vấn đề từ đầu nguồn, gốc rễ của vấn đề, tức là ngay từ cổng quang, thì âm thanh chỉ cần thay đổi một chút thôi thì cái phần cuối nguồn mà chúng ta nhận được ở loa nó đã thay đổi rất nhiều. Đối với nhạc mạng từ TV Internet thì anh em biết rằng nó là định dạng MP3, MP4 đối với từ YouTube của TV Internet đưa xuống. Và điều này anh em cũng dễ hiểu, giống như một cái nguồn nước của chúng ta nó chưa được trong, nó chưa được sạch và nó chưa được mạnh, thì chúng ta cần những cái thiết bị hỗ trợ như là lọc nước, rồi khử khuẩn, rồi vân vân, để làm cho cái nguồn nước sinh hoạt của gia đình chúng ta nó tốt lên. Thì cái việc mà cải thiện từ cái đầu nguồn nó vô cùng quan trọng. Chúng ta sẽ nghe lại một lần nữa giữa hai thiết bị này, một chiếc đầu đàn ông trên 10 triệu và một thiết bị tối giản như thế này. Đây là âm thanh của cái hộp giải mã này. Chúng ta sẽ cùng cận cảnh vào đây để anh em thấy rõ hơn. Chúng ta sẽ nghe lại cái âm thanh ở cái đầu giải mã này. Đây là đầu đàn ông S10, có phân khúc giá tại thời điểm này khoảng 13 triệu đồng. Chúng ta sẽ nghe
bình dân chỉ dưới 1 triệu đồng thì âm thanh cũng rất tuyệt vời. Tiếng tôi đánh giá nó khoảng cỡ 8-10 so với những chiếc đầu đắt tiền kia. Tiếng trong trẻo. Về việc sử dụng một cái hộp giải mã tối giản này nó rất đơn giản. Trên đây Tiến Dũng sẽ hướng dẫn anh em một cái kết nối nó nhanh chóng và rất dễ dàng. Đối với những cái hộp giải mã như thế này, anh em khi kết nối thì chúng ta sẽ tuần tự như sau. Việc đầu tiên chúng ta hãy xem đây. Hãy hình dung đây giống như là một cái đầu đĩa thông thường. Thì để cái đầu đĩa này nó có thể hoạt động được thì việc đầu tiên chúng ta cần kết nối nguồn điện cho nó. Đây là cái jack USB, nó giống như là jack sạc của điện thoại của chúng ta. Chúng ta cắm cái jack USB này vào cái cổng USB của TV với mục đích là cấp nguồn cho cái đầu đĩa này. Tôi đang nói ví dụ đây là một cái đầu đĩa thì việc đầu tiên chúng ta cần cấp nguồn. Sau khi cấp nguồn rồi thì chúng ta sẽ thấy ở đây có cái đèn đỏ. Và để cái đầu đĩa này nó đọc được đĩa và nó có âm thanh ra thì chúng ta cần phải kết nối. Chúng ta cần phải bỏ đĩa vào. Và thời điểm này chúng ta sử dụng cái cổng quang. Kết nối từ cổng quang. Để sát máy vào đây. Cổng quang, trên cổng quang thì anh em thấy hãng đề Optical Digital Output. Đây là cái nơi xuất ra âm thanh dạng optical, dạng quang. Và chúng ta chỉ cần truyền dẫn cái dây này từ đây, optical output, truyền dẫn đến cái lỗ ở đây, hãng đề optical input. Và đèn lock key, đèn báo tín hiệu ở trên hộp này đã báo sáng. Như vậy là việc kết nối của chúng ta đã hoàn tất, rất đơn giản là pháo nào. Và từ đây chúng ta thấy có một jack, hai jack bông xe và một jack dạng 3.5 ly. Ở đây hãng đề line out. Tín hiệu ở đây anh em xem nó tương tự như là một cái âm thanh của đầu đĩa xuất ra thông thường. Từ đây chúng ta cứ việc kết nối đến âm ly, đến vang số, đến âm ly karaoke, vân vân, chúng ta thưởng thức được luôn. Đây là hai jack kết nối dạng bông xe, kết nối vào đây. Như vậy việc kết nối nó rất dễ dàng, rất đơn giản, phải không nào? Ở đây anh em thấy hãng đề rất rõ ràng, FIO, hàng Made in Japan, xin lỗi quý vị, hàng Made in China. Ở đây hãng đề Koseo Optical LR Audio Converter, tức là bộ biến đổi tín hiệu dạng cổng quang hoặc dạng cổng đồng trục ra dạng audio thông thường. Đây là thương hiệu của nó, FIO. Hàng này do Trung Quốc sản xuất cho thị trường Mỹ, thị trường châu Âu. Nó có đầy đủ các dấu hợp chuẩn của bên trời Tây. Đây là các dấu hợp chuẩn đủ điều kiện ở bên Mỹ, bên châu Âu. Và đây chúng ta thấy có catalog của nó. Hãng đã bỏ vào đây đầy đủ catalog hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn lắp đặt. Đối với FIO này thì tần số lấy mẫu mà nó có thể đáp ứng được là 192 kHz, giải mã 24 bit. Và đặc biệt với FIO có tích hợp mạch lọc Dolby làm cho âm thanh rất trong trẻo. Tích hợp mạch lọc Dolby ở trong đây, thường anh em thấy là thiết bị cao cấp thì thường hay đề DB được viết tắt bằng chữ Dolby. Ở đây chúng ta có thể kết nối với TV, với các đầu đĩa, với đầu DVD, vân vân. Và thông qua cổng USB lấy nguồn 5V. Rất tiện lợi. Đối với phân khúc bình dân chỉ dưới 1 triệu đồng thì đây là một sự lựa chọn rất tuyệt vời, tiếng rõ ràng và với việc kết nối trực tiếp vào cổng USB lấy nguồn từ TV thì độ bền của nó sẽ rất cao, âm thanh tuyệt vời.
nó không thể so được với những đầu DVD, những đầu giải mã đắt tiền như đầu nông, như Marang, như Luxman. Nhưng đây nó là một sự lựa chọn tối giản cho những anh em ở một khúc giá bình dân. Hơn nữa cũng có một số người không thích phải cồng cần, đơn giản. Cứ thế này chúng ta dán vào mặt sau của TV, treo nó lên tường thì dán vào mặt sau như thế này, nó rất gọn gàng, nó không có cầu kỳ, không có cồng cành. Thì ở đây Tiến Dũng đang phân phối cái FIO D3 của hãng FIO đến từ Trung Quốc. Đây là hàng được sản xuất cho thị trường Mỹ, thị trường châu Âu, với phân khúc bình dân. Sản phẩm mới có mức giá 950.000 đồng. Ở đây là những sản phẩm mà nó, đây là những cái đợt hàng đầu tiên mới về. Chúng ta cận cảnh vào đây. FIO, đây là cái hộp giải mã nguyên một bộ, nó bao gồm như thế này. Ở phía trong này có một hộp giải mã DAC, có một cáp USB để kết nối lấy nguồn 5V và có catalog hướng dẫn sử dụng. Và với mức giá 950.000, thì Dũng tặng kèm anh em một dây cáp quang trị giá 150.000 và sẽ bao ship COD toàn phần đến tận nhà anh em. Chúng ta sẽ nhận hàng và thanh toán ngay tại nhà, chúng ta không cần phải chuyển tiền trước. 950.000 bao ship đến tận nhà để anh em sử dụng. Đây là những đợt hàng đầu tiên. Với những mẫu như thế này thì số lượng nó không có nhiều. Và một cái điều nữa mà Tiến Dũng muốn chia sẻ với anh em là ngoài việc sử dụng những cái bộ giải mã như thế này hay là những đầu giải mã đắt tiền như thế này, thì việc lựa chọn cho mình một chiếc equalizer để làm cho âm thanh từ nhạc mạng tốt lên cũng rất quan trọng. Đây là những thiết bị equalizer, những lọc xì. Nó có thể tăng các tần số bass mid chép như mong muốn. Và đặc biệt nó có thể đẩy biên độ của tín hiệu mạnh lên rất nhiều, làm âm thanh nó mạnh mẽ hơn rất nhiều, lọc bớt tiếng xôi xì, tăng các tần số như mong muốn và làm cho âm thanh nó mạnh mẽ lên. Đó là những giải pháp cơ bản về nhạc mạng, về xử lý tín hiệu từ trên TV Internet, từ cổng quang xuống. Những thiết bị chuyên nghiệp đắt tiền 1-20 triệu, 2-30 triệu thì sẽ cho âm thanh tốt hơn. Còn đối với những em đã lỡ mua phải những hàng chợ có phân khúc giá bình dân, chỉ 1-300 ngàn trên một sản phẩm như thế này, thì thứ nhất là độ bền nó không cao, thứ hai là âm thanh nó không tốt, tiếng nó sôi, và đặc biệt cái âm thanh nó nhỏ, nó không rõ nét. Còn đối với phân khúc trên dưới 1 triệu đồng thì FIO D3 là một sự lựa chọn rất tuyệt vời. Trên đây là một vài chia sẻ của Tiến Dũng để anh em hiểu rõ hơn về DAC, về các phân khúc từ hàng chợ, hàng bình dân cho đến những hàng cao cấp. Tiến Dũng xin kết thúc ở clip ở đây. Hy vọng qua clip này anh em đã hiểu hơn về cái giải mã DAC, được trải nghiệm âm thanh nó thực tế, rõ nét để chúng ta có được những cái sự lựa chọn cho nó hợp lý với túi tiền và hợp lý với những dàn âm thanh. Tất nhiên với những dàn âm thanh mà hàng trăm triệu đồng thì không có ai đi mua những cái hộp mà vài trăm ngàn như thế này để dùng. Chúng ta cần những cái thiết bị nó cân xứng 1-20 triệu đồng thì nó hợp hơn. Còn đối với những phân khúc bình dân, anh em có những bộ dàn âm thanh 20-30 triệu thì FIO cũng là một sự lựa chọn rất tốt. Cuối cùng, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Quý vị hãy bấm nút đăng ký kênh của Tiến Dũng để nhận ngay các clip mới nhất, các thông báo về clip mới nhất do Tiến Dũng thực hiện hàng ngày. Và hãy nhớ để lại những bình luận, những suy nghĩ của mình bên dưới video này. Xin chào, xin cảm ơn và chào tạm biệt.